Chào bạn nghe đã trở lại với channel của mình nha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm một cái video nữa hướng dẫn các bạn cách vệ sinh và lau chùi cái màn hình máy tính và laptop luôn nha các bạn. Thì để chuẩn bị cho quá trình vệ sinh cái màn hình, những cái vết bẩn sau những ngày làm việc hoặc khi các bạn sử dụng lâu ngày thì có những vết bẩn, vết dơ trên cái màn hình của máy tính bàn hoặc là laptop, thì các bạn có thể dùng những cái dung dịch để chúng ta có thể vệ sinh cho nó sạch và nó mới lại nha. Thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái khăn lau. Đây, đây là khăn của mình. Đó, khăn thì các bạn có thể dùng những cái khăn mà các bạn mua trên trên mạng, cái khăn mà để lau bàn ghế đó các bạn. Cần những cái loại mà mềm nó mỏng nha các bạn. Rồi. Ở đây mình có hai cái dung dịch, đây đây là chi ship nước lau đa nha các bạn. Chai này thì các bạn có thể ra những cái cửa hàng Bách Hóa Xanh hoặc là những cái cửa hàng siêu thị tiện lợi, nó đều bán cái dung dịch này đó, rất là đại trà nha, ở đâu nó cũng có bán hết trơn. Bạn ra nước tiệm tạp hóa hay là những cái chỗ siêu thị đó, dung dịch này đó. Cái này lau màn hình rất là sạch. Thì bạn không biết lau bằng gì, bạn lấy nước lau là nó nguy hiểm cho cái thiết bị của mình nha. Đây là dung dịch lau. Cái thứ hai là chai Hand Spot. Chai này là chai xịt bột tiết luôn nha bạn. Các bạn rửa xe bột tiết thì những linh kiện điện tử nó cũng có cái dung dịch bột tiết luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành làm cho bạn xem nha. Chai handbot này thì bạn lắc đều lên. Chai handbot này thì trên Shopee hoặc là Lazada các bạn cứ lên mạng đặt rất là nhiều những cái shop bán những cái dung dịch này. Này bị chuyên về lau màn hình máy tính nha bạn. Rồi đó, khi bạn xịt lên rồi nó sẽ ra một tiết như thế này. Chai này là chai handbot rồi. Các bạn xịt một lớp mỏng thôi nha, đừng xịt dày quá. Rồi sau đó các bạn dùng khăn và tao sơ lại. Chai handbot thì bạn có thể để lau màn hình, cái chai dung dịch này các bạn lau những vết ha, vệ sinh cũng lau không ở mặt ngoài nha. Và chai này cũng có thể các bạn muốn xịt các bạn lau màn hình cũng được nha các bạn. Thì các bạn nếu có điều kiện các bạn mua hai chai luôn, còn không thì các bạn mua một chai cũng được, hoặc là chai handbot cũng được nha. Chai này siêu thị Bách Hóa Xanh nó bán nó mấy chục ngàn, bữa mình mua mình cũng không nhớ là bao nhiêu nữa, như hai mấy ba chục ngàn đó. Còn cái chai Hand Spot kia thì tầm khoảng 6-70 ngàn thôi, trên Shopee các bạn nhiều nhiều vậy. Rồi đây cái màn hình mình đang xài luôn các bạn, rồi mình tháo thì mình vệ sinh thôi.
các bạn, nếu mà không có cha hình spot thì mình dùng cha này, bạn xịt một lớp mỏng lên đây thôi. Rồi các bạn xịt, sau khi bạn xịt một lớp mỏng rồi bạn dùng khăn bạn lau lau bề mặt này, sau đó bạn dùng con bạn lau lại một lượt nữa. Đây mình chỉ quay chi tiết sơ sơ để các bạn hiểu vấn đề thôi. Khi bạn thực hiện các bạn lau kỹ trước nha. Đó còn bề mặt ngoài các bạn dùng dung dịch zip này các bạn lau ở ngoài cũng được, rất là sạch nha, không bị ảnh hưởng gì đâu nha. Lau một lần nó cũng cho nó sạch thôi. Cái dung dịch nó không có tác hại gì cả đối với thiết bị mình hết. Vậy laptop mình đang xài rồi. Ngoài thì các bạn xịt một lớp mỏng thì các bạn đừng xịt theo cái bàn phím nha bạn, nước mà vô là nó hư bàn phím nha, tại vì bàn phím là mặt than, cho nên khi bạn lau thì bạn xịt một lớp mỏng thôi, khi mà lau bàn phím thì bạn xịt một lớp mỏng thôi, chứ mà bạn để nó dày nó sẽ thấm vào cái bàn phím là nó sẽ bị hư. Rất là sạch. Rồi sau khi bạn lau xong thì các bạn dùng khăn khô bạn lau sau rồi bạn một lần nữa nha. Rồi màn hình các bạn có thể dùng chai hay spot nè. Bạn sạch lên. Các bạn lắc đều nhẹ. Đó, các bạn có thể lên mạng các bạn gõ chai hay spot nó ra nha. Mình rửa máy rửa tết tết một tí. Và lại nó rất là bóng mà nó rất là sạch nha bạn. Những vết keo mà lâu ngày cái này nó cũng tẩy ra được luôn đó các bạn. Đây là cái máy mình đang xài nha các bạn, lúc nãy máy hư làm cho các bạn xem thôi. Ra là nó bóp sẽ bóng loáng đẹp như ngọc trinh luôn nha các bạn. Rồi vừa rồi mình vừa hướng dẫn các bạn cách dùng những cái dung dịch để vệ sinh cho những cái thiết bị máy tính, laptop hoặc là những cái thiết bị vật dụng nào. Ồ, cần thiết thì bạn có thể dùng cái dung dịch này bạn vệ sinh nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Các bạn nhớ like và các bạn đăng ký kênh ủng hộ kênh của mình để mình có thêm động lực ra những cái video hay và hữu ích tiếp theo nha các bạn. Một lần nữa chúng mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chân thành cảm ơn.